Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman, đồng thời là Chủ tịch của hệ thống các công ty đầu tư vào y tế, về thực phẩm chức năng, về hóa mỹ phẩm, các thương hiệu Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip. Ngày hôm nay tôi có mặt tại đây để chia sẻ cùng anh chị và các bạn một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng tương đối là mới trong cái quá trình làm dịch vụ của các công ty, đó chính là khái niệm moment of truth, hay còn gọi là khoảnh khắc sự thật hay là khoảnh khắc tin cậy, và đâu đó cũng có người gọi là khoảnh khắc dịch vụ. Vậy thì anh chị biết rằng là hiện nay để bán được hàng, để giữ được chân khách hàng và để làm dịch vụ hiệu quả và thành công thì rất nhiều các công ty đã cố gắng tìm ra các công thức, đã tìm ra các cái biện pháp, các cái công cụ khác nhau để chiều lòng khách hàng của mình. Thì tuy nhiên thường thì họ lại tập trung rất nhiều vào yếu tố là sau bán hàng, tức là hậu mãi cũng như là các cái dịch vụ về phục vụ sau. Và thường là chúng ta rất là nỗ lực trong việc là đưa khách hàng quay trở lại. Thế nhưng bởi vì là trong quá trình mua hàng và trong quá trình giao dịch thì khách hàng đã mất thiện cảm với chúng ta rồi. Vì vậy mặc dù các hoạt động sau đó rất là được chú tâm nhưng khách hàng không có nhu cầu quay lại nữa. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị một cái khái niệm mà đã được áp dụng rất nhiều nơi và nhiều năm, đó chính là moment of truth. Tuy nhiên thì ở Việt Nam không phải công ty nào cũng biết và áp dụng thành công công cụ này. Vậy định nghĩa đơn giản moment of truth hay khoảnh khắc dịch vụ là gì thì rất đơn giản như sau. Khoảnh khắc dịch vụ là mỗi một thái độ, một cử chỉ, một hành vi, một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười, một biểu hiện, một sự va chạm, một tình cảm mà khách hàng có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan của họ khi họ đến giao dịch, khi họ đến mua hàng tại công ty chúng ta. Và cứ thêm một cái khoảnh khắc như vậy thì họ thêm tin tưởng ở công ty mình. Còn nếu mà họ có thêm những khoảnh khắc xấu, những khoảnh khắc tệ hại thì họ sẽ không bao giờ quay trở lại. Thậm chí họ sẽ không tiến hành giao dịch tại công ty chúng ta nữa. Vậy thì cái khoảnh khắc dịch vụ này là do ai mang lại? Có phải là do một chính sách chung chung từ gọi như là trung ương hay không? Không phải như vậy, mà đây là mỗi một cán bộ công nhân viên, từ người bảo vệ ở ngoài cửa, cho đến cô giao dịch viên, cho đến người giao hàng, cho đến anh tổng giám đốc đang có mặt tại công ty, và kể cả những yếu tố tĩnh như là biển hiệu công ty, rồi là cái ghế ngồi chờ, đến cái toilet, tất cả đều có thể tạo thành những cái cảm xúc tuyệt vời và tạo thành những cái moment, tức là những khoảnh khắc mà người mua hàng hoặc là các đối tác của công ty có thể cảm nhận được bằng tất cả giác quan của mình. Tôi nói ví dụ thế này. Vừa đến công ty, bác bảo vệ chạy ra và nói: "Chị đến đây giao dịch à? Chị để xe đây tôi trông cho. Chị để xe đây cho dâm này chị này, hôm nay trời nắng quá." Chúng ta đã có được một khoảnh khắc tin cậy. Rồi vừa lên đến cửa công ty, cô lễ tân mặc áo bộ, áo dài rất đẹp, chạy ra và nói: "Dạ em cảm ơn chị đã đến công ty em ạ. Chị ơi chị ngồi chờ một chút, chị uống nước gì cho em phục vụ." Là hai điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Sau đó cô lễ tân nhanh nhẹn dẫn mình lên phòng có liên quan. Trong quá trình dẫn mình lên như vậy, cô ta giới thiệu về một số cái slogan, về một số giá trị của công ty được treo ngay ngắn ở trên tường với cái ánh mắt rất là tự hào và tự tin. Đã có 3-4 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Sau đó chúng ta đi vào toilet, chúng ta thấy toilet rậm rạp rất là sạch sẽ này. Rồi là trong đó có cả một cái bể cá nhỏ nhỏ, các con cá đang bơi lội tung tăng ở trong đó. Mình cảm thấy thật là thư giãn và mình có thêm một điểm cộng khoảnh khắc tin cậy nữa. Mình ra bên ngoài, mình thấy hai nhân viên đang giao dịch với một khách hàng khác. Thái độ của hai nhân viên này hết sức là cầu thị, nhã nhặn, luôn luôn nở một nụ cười rất tươi trên môi. 8, 9, 10 điểm cộng tiếp theo. Rồi chúng ta thấy rằng một anh trưởng phòng đang hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên. Anh hướng dẫn đến đâu các cô chuyên viên đều ghi chép với thái độ vô cùng là cầu thị và không khí làm việc rất là vui vẻ. Mình lại có tiếp tục có thêm 1-2 cái điểm cộng khoảnh khắc tin cậy nữa và thấy là mình đã tin yêu công ty này từ lúc nào. Ngược lại, khách hàng vừa đến công ty, vừa đỗ được cái xe xong, bảo vệ chạy ra mà nói: "Anh ơi, anh lùi xe thêm một tí nữa đi, đỗ thế này không được đâu anh. Sao cậu không nói tôi từ trước đi, tôi ra khỏi xe rồi cậu yêu cầu tôi đỗ xe lại." Một điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Lên đến cửa thì chẳng thấy lễ tân đâu, chẳng thấy gọi như ai hướng dẫn gì cả. Cửa thì bị kẹt, cánh cửa cứ kêu cọt kẹt như sắp rơi vào đầu khách vậy. 2-3 điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Vào đến ngồi cái ghế thì ghế bẩn ơi là bẩn, cái cốc nước thì sứt mẻ cáu bẩn đang để cạnh cái ghế khác. 3-4 điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Mình vào trong toilet, nước thì ngập linh láng, hôi thối bốc lên, đến cái khăn giấy không có cái mà dùng. Thế là tiếp tục thêm điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Mình vào cầu thang máy, mình nghe thấy hai nhân viên nói chuyện với nhau, gọi bà khách hàng khác là con mụ béo. Mặc dù không phải là mình, nhưng rõ ràng cái cách các cô ta gọi khách hàng là con mụ béo là không thể chấp nhận được. Tiếp tục thêm điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Sếp vừa đi đâu về, mặt đỏ phừng phừng, quát tháo nhân viên. Nhân viên quay lưng ra cũng chả muốn ai nghe sếp. Thế là tiếp tục thêm điểm trừ khoảnh khắc tin cậy. Đi qua phòng kinh doanh, thấy hồ sơ giấy tờ vất lay lắc ở trên bàn, thậm chí hợp đồng của khách cũng vất cả dưới gầm bàn nữa. Thế là mình thật sự hoàn toàn mất niềm tin nơi đây. Mình quay trở ra mà không giao dịch bất kỳ thêm với cả công ty này một điều gì nữa.
Vậy thì khái niệm khoảnh khắc tin cậy bao nhiêu là đủ cho một công ty? Thì thưa anh các chị, chúng tôi đưa ra một cái tiêu chuẩn tương đối là khắt khe, đó là mỗi lần khách tới giao dịch chúng ta phải có tối thiểu 100 khoảnh khắc tin cậy. 100 khoảnh khắc tin cậy là nhiều hay là ít? Theo quan điểm cá nhân của tôi là không nhiều và cũng không ít. Bởi vì trong một lần giao dịch, từ bảo vệ ở ngoài cửa đến các yếu tố tĩnh, có thể rằng là cái người khách hàng sẽ gặp được tầm khoảng là 5 đến 10 nhân vật, và chưa kể các yếu tố tĩnh khác. Vậy thì mỗi một nhân vật chỉ cần đem lại tầm khoảng là 10 khoảnh khắc tin cậy, từ một nụ cười đến một thái độ, đến một cử chỉ, đến một ánh mắt, đến một lời nói, thì chúng ta đã có 50 khoảnh khắc tin cậy rồi. Cộng các yếu tố như là biển hiệu, như là ghế ngồi, như là cái phòng ngồi đợi, hay là biển hướng dẫn, thì chúng ta có thêm tầm khoảng 50 nữa là 100, là tôi nghĩ là vừa phải. Vậy thì đơn vị nào ở Việt Nam được coi là có khoảnh khắc tin cậy nhiều nhất? Thì đây là một ngân hàng quốc tế, tôi không tiện nói tên. Ngân hàng này nói rằng là họ có khả năng cung cấp khoảng 1.200 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy ngay từ khi mà khách hàng bước chân vào cửa đến lúc khách hàng thực hiện một giao dịch thành công và đi ra. Vậy thì người ta tính rằng là mỗi một cái điểm chạm của khách hàng là người ta đều có khả năng có một điểm cộng. Vậy thì tầm khoảng 1.200 điểm chạm là hoàn toàn có thể có được. Bởi vì sao? Ví dụ như tôi nở một nụ cười là tôi được một khoảnh khắc tin cậy. Kích bạn ngồi cạnh tôi cũng nở một nụ cười là có 2 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Vậy trong phòng của tôi có 10 người và 10 người đều nở một nụ cười đã có 10 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Đúng ạ, tôi nói một câu dễ nghe, 10 người xung quanh tôi nói câu dễ nghe là có thêm 10 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy nữa. Vì vậy cái việc mà có hàng nghìn khoảnh khắc tin cậy, nếu như đến một giao dịch đủ dài thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể có được. Nhưng chúng ta lưu ý một điều, đó là chỉ cần khách hàng có một điểm trừ thì chúng ta phải bù lại bằng ít nhất 5 điểm cộng. Ví dụ tôi vào toilet tôi thấy hôi chẳng hạn, đấy là một điểm trừ, thì tôi ra ngay khỏi cửa toilet tôi phải có được 5 yếu tố bù lại. Một cây xanh này, và rồi là có một cô nhân viên nở một nụ cười này, rồi là đường đi được trải thảm rất là sạch sẽ này, rồi là cầu thang thì có tay vịn vững chắc này, tất cả yếu tố đó nó sẽ bù lại và mới trở được về không, bởi vì yếu tố là toilet bị hôi. Vậy thì anh chị phải cố gắng yêu cầu đội ngũ nhân viên và mỗi người trong số chúng ta phải cố gắng làm sao đó phải tự ý thức được cải thiện những yếu tố rất nhỏ mà ngày hôm qua chúng ta còn chưa làm được. Vậy thì cái yếu tố moment of truth này có phải là chúng ta phát động một cách gọi như là ào ào chúng ta sẽ có được ngay các khoảnh khắc tin cậy hay không? Thực ra không phải như vậy. Ở đây tôi xin kể với anh chị một câu chuyện có thật mà tôi nghĩ rằng sau câu chuyện này chúng ta sẽ hình dung dễ hơn khoảnh khắc tin cậy là gì, và liệu những người gọi như là thấp cổ bé họng nhất trong công ty có thể góp phần làm cái khoảnh khắc dịch vụ của chúng ta được dày dặn thêm hay không. Đó là một câu chuyện tại một ngân hàng ở Việt Nam. Ngân hàng này từ xưa đến nay luôn bị coi là một trong ngân hàng có dịch vụ kém nhất Việt Nam. Và tôi đến đào tạo cho ngân hàng đó. Lần đầu tiên trong lịch sử của ngân hàng đó, một cái chi nhánh hàng trăm cán bộ nhân viên, từ bác bảo vệ đến chị lao công đến chị nấu cơm đều tham dự khóa học này. Và khi tôi giảng về vấn đề về khoảnh khắc dịch vụ hay khoảnh khắc tin cậy thì họ đã lặng người đi nghe. Và đến phần tôi làm bài tập, tôi yêu cầu mọi người hãy tự viết ra giấy cho tôi 10 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Vậy thì chi nhánh đó có 100 con người là đã có 1.000 khoảnh khắc tin cậy rồi. Lúc đến giờ tôi thu bài thì có một bác bảo vệ đứng dậy, bác nói: "Thưa ban giám đốc, thưa thầy giáo, nếu như tôi biết cái lý thuyết này sớm hơn, tôi đã không làm cho cái chi nhánh này và cái ngân hàng này lại trở nên nó tệ hại trong vấn đề dịch vụ như vậy. Tôi gắn bó với ngân hàng này đã hơn 30 năm, năm tôi 59 tuổi rồi. Tôi cũng chỉ còn có 1 năm để gắn bó với cả cái ngân hàng này, nhưng tôi nghĩ trong khoảng thời gian gắn bó còn lại, tôi đủ sức để tạo thành ít nhất 10 khoảnh khắc tin cậy. Vậy ban giám đốc hãy chịu khó nghe tôi thử xem, và đừng cười tôi vì tôi chỉ là một bảo vệ nhận thức rất hạn chế thôi. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không ngồi bảo vệ trong bốt nữa, mà tôi sẽ đứng ở ngoài vỉa hè và tôi quan sát bất kỳ ai có nhu cầu vào ngân hàng, tôi sẽ niềm nở chào đón, chứ ai mình cứ ngồi trong bốt như vậy, 1 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Khi khách hàng tới, tôi sẽ hỏi xem là họ muốn giao dịch tiền gửi hay tiền vay, họ là khách hàng cá nhân hay họ là khách hàng doanh nghiệp, để tôi chỉ dẫn cho họ rằng anh chị hãy lên tầng 2 nếu anh chị muốn giao dịch khách hàng doanh nghiệp, anh chị ở tầng 1 nếu anh chị muốn gửi tiền, còn khách hàng cá nhân ở trên tầng 3. Tôi hướng dẫn như vậy cho họ chân ướt chân ráo, họ biết tìm kiếm thông tin ở đâu. 2 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Khi khách tới giao dịch, tôi sẽ là người chủ động hướng dẫn chỗ đỗ xe cho khách, đừng để khách đỗ vào rồi mình mới quay ra yêu cầu là đỗ đi đỗ lại, mất thời gian mà làm khách hàng bực mình. 3 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Nếu khách hàng đến đây là phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi sẽ là người chủ động dắt xe giùm họ. Có đáng gì đâu, mình cũng là đàn ông mà. 4 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Nếu khách hàng đến đây là người phụ nữ mang bầu, hoặc là người yếu đuối hoặc mang theo đồ cồng kềnh, tôi sẽ ưu tiên để chỗ để xe rộng gấp đôi bình thường,
để khi họ đưa xe vào lấy xe ra, họ không bị vướng mắc gì cả, không ảnh hưởng tới bào thai của họ. 5 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Khi mà họ đến giao dịch, tôi sẽ che ô cho họ từ chỗ đỗ xe để lên những cái sảnh. Khoảng cách nó chỉ là 30 mét thôi, nhưng những hôm trời nắng thế này, những hôm trời mưa thế này, có người che ô hơn tốt mà. Tôi đi uống bia hơi, đội bảo vệ ở công ty bia hơi người ta còn che ô cho tôi được. Vậy đây là ngân hàng mà, tôi làm được điều đó. 6 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Khi tôi đưa khách vào xong, tôi ra bên ngoài, tôi sẽ đi lấy cái tấm bìa được cắt rất là khéo léo vừa với cái yên xe máy của họ, tôi sẽ để lên trên đó để khi họ ra, họ có thể là ngồi lên yên xe ngay không bị nóng, hoặc là nếu trời mưa họ không ướt mông quần. 7 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Tôi ở ngoài này, tôi không có nhiều việc gì làm, vì vậy là tôi sẽ đi nhặt những cái áo mưa giấy, tôi tập hợp những áo mưa đó lại, tôi giặt thật sạch sẽ, tôi gói nó vuông vức lại. Tôi không có nhiều tiền, tôi chỉ có thể tìm kiếm áo mưa cũ thôi. Nhưng nếu tí khách hàng quay ra mà khách hàng bị gặp trời mưa bất chợt, tôi sẽ tặng mỗi khách hàng một cái áo mưa như vậy, họ có thể trở về với gia đình mình ngay, chứ bây giờ biết tìm áo mưa hoặc là chờ đợi biết đến bao giờ. 8 điểm cộng khoảnh khắc tin cậy. Và điểm số 9, đó là tôi ngồi ngoài này cũng không có nhiều việc gì làm, tôi sẽ kiếm một cái khăn thật sạch, tôi ngồi ngoài này túc tắc ngồi xuống và lau vành xe cho khách. Nói đến đây thì không đỡ điểm số 10, cả ban giám đốc của ngân hàng đã thật sự chấm nước mắt. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng khi chúng ta đến một giao dịch ngân hàng, chúng ta quay trở ra thấy bác bảo vệ 59 tuổi đang ngồi xuống lấy khăn thật sạch và lau vành xe cho khách. Thì cái xe này có thể là xe ô tô, thậm chí có thể là xe máy, hay thậm chí chỉ là xe đạp. Nhưng tôi nghĩ rằng cái khoảnh khắc này các anh chị sẽ không bao giờ có thể quên. Trong dịch vụ có một câu rất hay: chúng ta sẽ quên những gì mà người khác làm, chúng ta sẽ quên những gì mà người khác nói, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác mà người ta đã đối xử với mình thế nào trong giờ thời khắc ấy. Vì vậy, cái khoảnh khắc một bác bảo vệ cúi xuống để lau vành xe cho khách, tôi tin rằng chúng ta sẽ tạo thành một khoảnh khắc đáng nhớ, và cái ngân hàng đó sẽ trở thành ngân hàng có dịch vụ tốt nhất Việt Nam. Vậy báo cáo các chị, rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ trong công ty của chúng ta, nếu như khách hàng đến đây, có rất nhiều khách hàng người ta phải ngồi chờ, chúng ta hoàn toàn có thể cử một cô nhân viên ra vào nói: chị ơi, chị chịu khó chờ một chút nhé, chị uống gì cho em phục vụ, mà chị ơi, bên em có wifi miễn phí đấy, em đọc password cho chị nghe. Rồi là: chị ơi, máy chị hết pin à, bọn em có chỗ sạc đa năng đây này, cái sạc đa năng này mua có 100.000 với rất nhiều đầu sạc, chị có thể sạc thoải mái đi chị, dây rất dài, chị ngồi chỗ nào cũng thể kéo dây ra được. Rồi là chúng ta có thể có một góc nhỏ để cho các cháu nó chơi đùa. Tôi nói ví dụ tôi đi ăn hàng chẳng hạn, thậm chí con tôi chỉ cần kêu một tiếng thôi, khóc một tiếng thôi, rất nhiều cô tiếp viên ra nói là: anh ơi, anh chị cứ ăn cơm đi, để cháu đây em trông cho, rồi dẫn cháu ra cái góc nhỏ đó chơi bóng với các cháu, hoặc là cầu trượt cùng các cháu. Vậy tại sao công ty chúng ta không dành một góc nhỏ để cho trẻ con đến đây nó có chỗ nó chơi? Hay là chúng ta thỉnh thoảng mua một vài cái cây nho nhỏ, chúng ta để trong toilet để làm không khí dịu mát, chúng ta thay cá trong một cái chậu nho nhỏ, vài hôm để thay cá một lần, để cho khi khách hàng nóng giận người ta vào, người ta thấy không khí như vậy, người ta sẽ trở nên là thanh thản và gọi như là thư giãn hơn. Vậy thì mỗi một hành động, mỗi một điểm chạm đều có khả năng làm cho người ta tin cậy hơn công ty của chúng ta. Không cần phải đầu tư nhiều tiền, cũng không cần phải đao to búa lớn. Chúng ta hãy cố gắng để cho nhân viên viết ra 10 khoảnh khắc tin cậy đó, và người ta phải tự ký tên vào cái bản cam kết với chính họ. Sau đó chúng ta có thể ép plastic, chúng ta có thể đưa vào một cái cuốn sổ và chúng ta để ở giữa nhà luôn, để giữa công ty luôn, để khi khách hàng tới, người ta có thể lật lên lật xuống, người ta xem và người ta kiểm tra, người ta đối chứng rằng chúng nó nói như vậy, không biết là điều đó xảy ra thực tế ở nơi này hay không. Tôi tin rằng làm dịch vụ là một quá trình không bao giờ chúng ta được ngừng nghỉ. Làm dịch vụ là điều gì đó rất khó, nhưng dịch vụ hoàn hảo đến từ những chi tiết rất nhỏ và những điểm chạm rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta đừng có chỉ tập trung vào việc là thực hiện những cái dịch vụ sau bán, mà chúng ta ngay từ khi được tiếp cận khách hàng lần đầu tiên, có thể nó là một cái lá thư email tiếp cận lần đầu chào hàng, có thể là một cú điện thoại lần đầu tiên để mà giới thiệu dịch vụ, cũng có thể là những thư từ trao đổi đi đi lại lại. Tất cả đều cần có điểm chạm để khách hàng cảm thấy rằng công ty mình thật đáng tin cậy. Để làm rõ hơn về công tác dịch vụ, các anh chị hoàn toàn có thể đăng ký các khóa học hoặc là tham gia các cái khóa huấn luyện coaching 1-1 mà do Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman chúng tôi tổ chức và tiến hành thường xuyên. Còn nếu không, anh chị có thể tìm kiếm rất nhiều các cuốn sách để đọc để hàng ngày nâng cao lên cái khả năng làm dịch vụ của mình. Làm dịch vụ là tận tụy, làm dịch vụ là hết mình, làm dịch vụ là cho đi trước khi chúng ta muốn nhận lại. Rất mong được gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo để nói về công tác bán hàng và dịch vụ. Tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch của Kingsman, Chủ tịch của Rosa Bonita, Oceanista và Vitalit.
Rất vui được chia sẻ cùng anh chị. Anh chị hãy đăng ký ngay kênh YouTube của tôi để nhận được những clip khác sớm hơn và chúng ta có thể trao đổi và tương tác với nhau nhiều hơn. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc anh chị thành công. Xin chào.